chào tất cả các bạn. Ở cái video này tôi chia sẻ với các bạn những cái đầu công việc của một kế toán tổng hợp cần phải làm khi các bạn vào một công ty mới thành lập nhé. Khi các bạn vào công ty mới thành lập thì các bạn sẽ phải kiểm tra xem công ty mình đã nộp tờ khai và nộp lệ phí môn bài chưa. Nếu mà chưa nộp thì các bạn sẽ phải liên hệ với bên cung cấp chữ ký số để mua chữ ký số. Và sau đó thì các bạn sẽ nộp cái tờ khai lệ phí môn bài. Thế và bây giờ nộp thuế là nộp thuế điện tử. Thế nên là xem công ty mình đã mở tài khoản ngân hàng chưa. Nếu mà chưa mở tài khoản ngân hàng thì phải mở tài khoản ngân hàng. Và sau đó thì sẽ phải đăng ký nộp thuế điện tử. Đấy, và sau đó thì tiếp theo thì các bạn sẽ phải nộp thuế, nộp lệ phí môn bài. Đấy, và liên quan đến lao động thì các bạn sẽ kiểm tra xem công ty mình những người lao động thuộc dạng hợp đồng nào và những ai thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thì các bạn sẽ phải làm các cái thủ tục để liên quan đến đóng bảo hiểm lần đầu cho cán bộ công nhân viên. Đấy, và liên quan đến hóa đơn thì các bạn sẽ phải làm cái thủ tục phát hành hóa đơn. Đấy, và sau khi mà làm cái thủ tục phát hành hóa đơn thì các bạn phải tìm hiểu các cái kiến thức tiếp theo để khi mà xuất hóa đơn thì các bạn sẽ phải biết cách xuất hóa đơn để nó không có những cái tình trạng là xuất sai về thời điểm xuất hóa đơn hay là xuất ghi chép những cái chỉ tiêu nó không hợp lệ. Đấy, thì các bạn sẽ phải tìm hiểu những cái việc đó, bởi vì hóa đơn nó là một trong những vấn đề rất là quan trọng, đúng không? Thì các bạn phải có kiến thức về hóa đơn để các bạn làm cho nó đúng để tránh bị phạt. Và cái thủ tục về sổ sách thì cứ hàng ngày phát sinh cái gì thì các bạn sẽ phải ghi chép các cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ. Thế và đến cuối tháng thì các bạn sẽ phải làm các cái bảng biểu như là bảng lương, bảng trích nộp bảo hiểm, bảng trích khấu hao, bảng phân bổ. Đấy, xong rồi các bạn phải đưa các cái bút toán đấy vào thời điểm cuối tháng. Và công việc của tháng thì nó cứ được lặp đi lặp lại như thế ở 12 tháng. Và hết một quý thì các bạn sẽ phải làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân, làm tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân mà nếu không phát sinh khấu trừ thuế thì không phải nộp. Thế còn sổ sách thì các bạn sẽ phải kết chuyển để xem cái quý đấy là nó lỗ hay nó lãi. Nếu mà nó lãi thì phải tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ý. Đấy, và công việc của quý nó cũng được lặp đi lặp lại ở các quý. Và cuối năm thì các bạn sẽ lên báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đấy, chúc tất cả các bạn thành công. Bye bye.